Ứng dụng công nghệ thông tin trong vận tải khách là xu thế tất yếu hiện nay mang đến nhiều tiện ích cho cả doanh nghiệp và hành khách. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đang khuyến khích các doanh nghiệp vận tải hành khách ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh. Ứng dụng công nghệ thông tin giúp kết nối trực tiếp xuyên suốt hành khách với phương tiện, doanh nghiệp vận tải và cơ quan quản lý ngành giao thông vận tải trên toàn quốc. Để tạo thuận lợi, đơn giản hóa các thủ tục cho hành khách, Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong vận tải hành khách. Cuối tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép thực hiện đề án thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng GrabCar của công ty trách nhiệm hữu hạn Grab Taxi Việt Nam. Mục tiêu là phát triển và kết nối các phương tiện ô tô dưới 9 chỗ vận tải hành khách theo hợp đồng. Đề án trên là một giải pháp giúp tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch cho hành khách, chi phí điều hành của đơn vị vận tải, đồng thời hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động kết nối dịch vụ vận tải dựa trên nền tảng công nghệ.